Sáng 20 tháng 6 tại khu vực nuôi cá lồng bè trên lòng hồ thủy điện Gia Ly, xã Gia Ly, huyện Sa Thầy xảy ra hiện tượng cá chết bất thường, gây nhiều thiệt hại cho người dân. Số cá thiệt hại là cá lăng nuôi trong lồng của 4 hộ dân trú tại làng chờ, xã Gia Ly, huyện Sa Thầy. Số lượng cá chết khoảng hơn 25 tấn trên 20 lồng, ước tính thiệt hại khoảng 3,8 tỷ đồng. Nguyên nhân bước đầu xác định là do mưa lớn nước lòng hồ thủy điện Gia Ly dâng lên xuống đột ngột, kèm theo bùn và đục dẫn đến cá bị ngạt khí và chết. Chính quyền địa phương xã Gia Ly phối hợp với cơ quan chuyên môn của huyện xuống kiểm tra tình hình, đánh giá sơ bộ thiệt hại, đồng thời kịp thời huy động các lực lượng, cán bộ, công chức và nhân dân hỗ trợ các hộ dân vớt cá, vận chuyển, hỗ trợ bán lẻ để giảm bớt thiệt hại cho các hộ dân. Tính đến 15 giờ cùng ngày đã hỗ trợ tiêu thụ được khoảng 5 tấn cá cho các hộ dân. Trong chiều ngày 20 tháng 6, Tri Cục chăn Nuôi và Thú Y Thủy Sản Tỉnh đã lấy mẫu nước để xác định nguyên nhân cá chết.